mọi người, vậy là nhà phát hành đã cập nhật xong bản cập nhật ngày 31 tháng 3 để chúc mừng sinh nhật tròn 1 tuổi của game rồi. Như các bạn thấy đấy, thì khung cảnh của Plaza vẫn không hề thay đổi, mà sự thay đổi của nó là có thêm một khu gọi là khu Downtown. Vậy chúng ta sẽ cùng đến khu Downtown để khám phá nhé. Chạy xuống đây thì sẽ hiện ra ba khu này, mình sẽ vào khu trung tâm Beta. Đây là khu mới nha mọi người. Ta-da, chào mừng các bạn đến với khu Downtown. Đây là khu Downtown mới. Trời ơi, nhìn rất là rộng rãi luôn. Mình sẽ gặp một NPC người gác cổng. Á, giật mình, nơi này còn đang xây dựng mà đã đến chơi rồi à? Vậy là mình sẽ hiểu là ở đây khu này vẫn còn đang xây dựng và chưa xong. Có thêm rạp phim, bảo tàng, tòa thị chính này. Chúng ta cùng khám phá ở xung quanh đây nha mọi người. Ở ngay chỗ đầu khu Downtown thì có cái bản đồ ấy. Ui, cho mọi người nhìn một vòng này, đẹp ơi là đẹp luôn ý. Trời ơi, nhìn giống bên ngoài đời, dã man luôn. Mình sẽ đi một vòng thành phố để cho các bạn xem nha. Trời ơi, khu này rộng dã man, chắc là tôi đi lạc mất. Để lấy cái xe ra đi coi. Lượn một vòng nha mọi người ơi. Mình sẽ đi khám phá từng chỗ một. Cái chỗ khu đầu tiên đây có vẻ là khu trung tâm thương mại đó mọi người. Vẫn còn xây dựng và chưa xong đâu. Mọi người biết trong đầu mình nghĩ gì không? Mình sẽ đi trong cái khu này không biết mất bao nhiêu phút. Và trời ơi, nó rộng quá, tôi sợ lạc mất thôi. Bây giờ còn đang là buổi tối nữa chứ. Eo ơi, sợ ma quá à. Xung quanh toàn là những tòa nhà to dã man luôn ý. Mà đang xây dựng chưa xong đâu mọi người ạ. Đây là ngân hàng này, trời ơi, không biết ở trong ngân hàng chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Tôi đang nghĩ là trong ngân hàng không biết có dịch vụ đổi tiền sao ra kim cương hay kim cương thành tiền sao không nữa ta. Trời ơi, xung quanh đây nhiều nhà quá. Đây là siêu thị nha. Trời, siêu thị kìa. Đây là siêu thị nè. Còn bên này là gì ta? Ở bên này nó, ui, kiểu đường phố ngã tư các thứ. Đẹp ơi là đẹp luôn. Mình sẽ đi một vòng nữa. Tôi phải đi hết cái khu này mọi người ạ. Nhìn một vòng nữa này mọi người ơi, thật là choáng ngợp luôn ý. Eo ơi, dã man. Ui, tôi thích khu này quá. Tôi thích khu này quá mọi người ạ. Nên là tôi sẽ đi tham quan hết cái khu này. Nên mọi người đi tham quan cùng tôi nha. Để tôi thử đi mọi ngả đường đến mọi cái khu mới này xem là gì nha. Cái đầu tiên này là gì ta? Cái này hình như là tòa thị chính đó mọi người ạ. Đây là tòa thị chính của trung tâm Downtown này. Tòa thị chính siêu to luôn mọi người ạ, nhìn rất là đẹp. Ở đằng trước cửa đây thì có thị trưởng, là thị trưởng đứng ở đây và bảo là rất vui được gặp. Mình sẽ đi tiếp, trên này là gì? À, trên này là chỗ khu, này là khu cứu hỏa ấy mọi người. Nhìn này, có mấy chú lính cứu hỏa kiểu đang chạy chạy 1-2, 1-2. Ôi mệt quá, ôi nhìn là rất là cute nhá. Nhìn cute dã man. Mình sẽ đi tiếp. Ở đằng xa kia là sở cảnh sát nha. Sở cảnh sát này, mình sẽ thử chạy lên trên đây xem. Tại vì là chưa mở cửa nên là mình sẽ chạy thử lên nóc nhà này xem có gì nhá. Ở trên này thì có những cái điều hòa này. Ôi nhìn giống như thật luôn mọi người ạ. Tôi chạy mệt luôn. Ở trên này, trên này có vẻ giống là sân trực thăng. À đúng rồi, đây là chỗ để đỗ trực thăng đấy mọi người ạ. Ở đằng sau còn có một cái đường gì nữa ấy. Chắc là tôi sẽ đi qua đấy sau. Ui nhìn rộng thật đấy mọi người ạ. Đây là đồn cảnh sát nha. Còn bên cạnh đây là gì ta? Tôi sẽ đi sang bên trái. Ở đây nhìn đẹp lắm, rất là nghệ thuật luôn. Cái gì kia nhỏ, chữ gì đây? Để vòng qua đây xem nào. À đây là bảo tàng nghệ thuật quốc gia. Đây là trung tâm bảo tàng nghệ thuật quốc gia nha mọi người. Còn ở bên cạnh này là gì nhỏ? Ui ôi, to quá mọi người ơi. Bên này hình như là cũng là bảo tàng mọi người ạ. Bên này cũng là bảo tàng đấy. Mới đi có một chút xem vài tòa nhà thôi là tôi đã phải thốt lên là cái bản cập nhật này quá là xịn sò luôn. Nhà phát hành quá là đỉnh luôn. Thật là đẹp mọi người ơi. Trời ơi, tôi thích. Nên là tôi phải đi hết, mọi người phải xem hết cùng tôi nha. Tôi không hiểu sao là lần nào cập nhật xong tôi vào cũng là đang là ban đêm ý. Nên là quay nó không được đẹp lắm cho mọi người. Nhưng mà tôi phải quay thật nhanh để cho mọi người xem. Bên này là gì ta? Ở kia có vẻ như là cái sân vận động ấy. Sân này là để chơi gì nhỉ? Hình như là bóng chày mọi người ạ. Đây là sân bóng chày. Đây là sân bóng chày nha. Nhìn là tôi nhận ra đây là sân bóng chày rồi. Còn bên này, khu này là khu kiểu như trung tâm thể thao ấy mọi người ạ. Bên này là cũng để chơi bóng chày hay sao ấy. Cái này là phòng tập đúng không? Nhìn giống phòng tập lắm nha. Để tôi đi tiếp cho mọi người coi. Kế tiếp là bệnh viện cho thú cưng nhỉ mọi người. Hình như tôi đang đứng ở trên một cái đường đua hay là gì đó hay sao ấy. Có cái vạch này. Phía bên này là bệnh viện thú cưng nha. Wow. Tức là nếu mà pet của mình bị ốm thì mình sẽ đưa đến đây này. Đây là cây xăng à.
đúng rồi, cây xăng mới. Trời ơi, khu này gọi là giàu nhất luôn ấy. Giờ xăng đang đắt mà mọi người nhở. Mình sẽ đi tiếp. Bên này là gì cả? Cửa hàng kiểu xe ấy. Cửa hàng xe mọi người ạ. Eo ơi, nhiều khu dã man luôn. Tôi đang lạc lõng ở trong đây một mình. Đi nãy giờ rồi mà vẫn chỉ đi được ở một góc trong cái khu downtown này thôi. Ui mọi người ơi, trước mặt mình là cái gì kia ta? Toàn gì mà cao to dã man luôn. Ôi bên này là khuôn viên này, eo ơi đẹp xỉu luôn. Tôi muốn đi hết khắp mọi nơi nhưng mà bây giờ tôi phải đi xem có những tòa nhà gì nhiều ở trong đây. Nên là tôi sẽ đi hết xem có tòa nhà gì nha. Để chạy ra đây và phóng to ở màn hình lên xem ở đằng sau này là gì nhá. Đây là khách sạn mọi người ạ. Ui khách sạn đẹp đỉnh cao luôn. Trời ơi, ngã tư đường phố đều đẹp trang hoàng rất là đẹp đẽ. Để tôi đi tiếp cho mọi người coi. Cái nhà tròn tròn này là gì nhở? Tôi đã nhìn thấy ở đây là có một cái xe kiểu bán hàng ấy. Tòa nhà tròn này là gì nhở? À mọi người ơi, tôi nhìn thấy tiệm pizza và tiệm tóc cha hong kìa. Tôi sẽ chạy qua kia để xem có giống như ở trong giới thiệu của nhà phát hành từ hôm trước không nha. Đây là tiệm pizza này. Á, rơi xuống nước rồi. Đây để xem vào tiệm pizza nha. Ui trời ơi, đẹp quá. Tiệm pizza rộng chưa? Ghế co cũng rất là đẹp luôn. Bàn ghế này, nhìn giống như thật luôn mọi người ạ. Để tôi đi vào trong xem nha mọi người. Welcome. Ở bên trong này thì có hai nhân viên làm pizza này. Ôi đau tay quá. Có một bạn nữa, bạn ấy cũng đang đi tham quan giống mình. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Mình sẽ đi sang tiệm tóc. Cái phần này là mọi người rất là tò mò luôn này. Tiệm tóc, để vào đây xem ở trong tiệm tóc nó sẽ như thế nào. Và các bạn sẽ mua tóc bằng kim cương hay là tiền sao nha. Tôi sẽ vào đây luôn. Hello, đây là tiệm tóc Cha Hưng Beauty Salon. Xin chào, vẻ đẹp đến từ việc thư giãn. Chúng tôi là Cha Hưng Beauty Salon. Khi vào tiệm tóc Cha Hưng thì mọi người sẽ gặp một NPC rất là xinh nhá mọi người. Chị này chị ấy hướng dẫn chúng ta là vào đây sẽ làm gì này, giới thiệu về tiệm tóc này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nha. Đông quá mọi người ạ. Chắc là tôi phải chờ. Ở đây kiểu đông quá nhưng mà chỉ có 5 cái ghế để ngồi thay đổi tóc thôi. Nên là chị khó xếp hàng một xíu nha. Eo ơi, có cả chỗ để ngồi chờ nữa này. Bên này như kiểu là để gội đầu ấy. Ôi để mình lên. Nhưng mà có bạn khác bạn ấy vào rồi. Mình sẽ ra đây để chờ vào thay đổi tóc nha. Chào Sela nha. Mình đợi xem có bạn nào đi ra rồi mình sẽ vào. Ý, bên này có một ghế trống rồi. Tôi sẽ vào đây. Ngồi lên ghế rồi lại được hướng dẫn tiếp mọi người ạ. Để chúng ta thử đồng ý và thay đổi. Là trời, nhiều màu quá mọi người ơi. Mình đang sử dụng cái tóc ngắn này. Mình sẽ thử ấn hết các loại tóc xem. Tóc nào cũng xinh mọi người ạ. À mọi người có nhìn thấy không? Cái tóc màu đỏ kia kìa. Hôm trước ở trong cái gói mà có kiếm ý. Bây giờ bán bằng 108 kim cương nha mọi người. Tôi sẽ thử thay đổi cái kiểu tóc của tôi nha mọi người ơi. Ấn thử thì cũng chả có cái nào đẹp lắm. Ở bên dưới này thì toàn là tóc cũ thôi. Nhiều màu lắm luôn. Tôi sẽ lên tôi thử đổi cái màu tóc của tôi đang dùng. Ôi đây là tóc hồng này. Tóc hồng. Tôi thích tóc này lắm. Nhưng mà thôi tôi để dành kim cương mọi người ạ. Tôi sẽ thử đổi cái màu tóc mà tôi đang dùng sang màu hồng nha. Vì tôi thích màu hồng. Hết 4.200 tiền sao. Nhưng vì là tôi còn mỗi 5.300 tiền sao nên là tôi sẽ để dành. Vì là đang nghèo nên là chắc tôi sẽ quay lại tiệm tóc này để đổi màu tóc và mua tóc mới vào hôm sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp nha. Tạm biệt chị NPC xinh đẹp ở trong tiệm tóc Cha Hưng. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra ngoài và xem còn gì không nha mọi người ơi. Đứng giữa ngã tư đường phố mà tôi không biết đi đâu luôn. Ở kia là bệnh viện nè. Bên kia là trung tâm thương mại nè. Tôi thử ra cái trung tâm này xem. Để chọn xem lấy một chỗ đứng lên quay cho mọi người xem xung quanh toàn cảnh luôn ấy. Ở đây có một cái hồ và mọi người đang câu cá rất là đông. Không biết là có loại cá mới gì không. Nếu mà có cá mới thì chắc là hôm sau mình sẽ câu thử. Ở đây thì có mấy bạn đang đứng câu này. Chào chị Lia đấy, có bạn nhận ra mình nha mọi người ạ. Mình chào bạn đấy gái. Hello. Đi một vòng plaza mà từ sáng đến tối luôn mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ xem hộp thư xem nhà phát hành có cho quả bảo trì gì nha. Ở đây thì được ba hoa hồng này.
Mình sẽ mở hộp này. Eo, cái gì đấy? Hộp này là hộp gì đấy? Trời ơi, nó là một cái tủ quần áo khối. Tiếp theo, cái hồ vũ trụ này xem được cái gì? Trời ơi, biển neo này, ánh sao ngân hà. Tôi đúng là không có nhân phẩm khi mở các cái hộp này mọi người ạ. Nhiều thư quá, các bạn gửi nhiều thư quá. Để tôi xem là có cái gì bán ở trong cửa hàng mới nha. Gói siêu sao Super Light. Ui, gói siêu sao Super Light kìa. Có 50 mấy kim cương rồi mọi người ạ. Mình sẽ mua bộ này cho nữ. Mình sẽ mua bộ này cho nữ nha. Bộ cho nam thì nhìn nó cũng không đẹp lắm. Ở đây là gói hành động vũ điệu idol. Nhiều hành động mới lắm mọi người ạ. Nhưng mà 100 kim cương cơ nên là tôi sẽ không mua đâu. Tôi sẽ mở cái gói mà tôi vừa mua cho mọi người xem. Thêm một bộ váy, thêm một đôi giày nữa. Nó không phải là đồ độc quyền ý, nên là cũng khá rẻ. Mặc vào coi xem, giờ lựa một số đồ đạc mặc lên người phối cùng nó xem có đẹp không nha. Thấy cũng ok nhưng mà không có gì đặc biệt lắm. Vì có bộ đồ mới nên mình sẽ chọn một số đồ tóc với cả mũ để phối hợp xem cho nó hài hòa nha. Thay đồ xong nhìn cũng cute. Trời sáng luôn rồi này mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người xem lại toàn cảnh của khu downtown này nha. Mình chấm 10 điểm cho nhà phát hành ở bản cập nhật này. Mọi người đã vào được game chưa? Hình như là vừa mới cập nhật xong nên là nhiều bạn vẫn chưa được vào game. Nên là các bạn xem toàn bộ khung cảnh này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người cho mình một like và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người nha.